Thừa nhận tổn thất nặng nề ở Bakhmut, ông chủ tập đoàn quân sự Nga Wagner tuyên bố sẽ rút lực lượng khỏi mặt trận này vào tuần tới. Thay mặt những người lính Wagner, tôi tuyên bố, vào ngày mùng 10 tháng 5, chúng tôi buộc phải bàn giao lại các vị trí ở Bakhmut cho các đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga và rút lực lượng còn lại của Wagner về căn cứ hậu cần để ổn định hàng ngũ. Người đứng đầu tập đoàn Wagner Yevgeny Prigozhin ngày mùng 5 tháng 5 cho biết. Ông chủ Wagner nhấn mạnh thêm, những người lính của chúng tôi sẽ không phải chịu tổn thất vô nghĩa, phi lý ở Bakhmut vì không có đạn dược. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ rút khỏi Bakhmut vào ngày mùng 10 tháng 5. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông quay một video trong đó nói về tình trạng thiếu đạn dược của lực lượng Wagner ở Bakhmut. Trước đó, trong một đoạn ghi âm được chia sẻ trên mạng hôm mùng 3 tháng 5, người đứng đầu tập đoàn Wagner tuyên bố rằng quân đội Ukraine đã bắt đầu cuộc phản công với nhân lực và đạn dược không giới hạn. Trong khi đó, Wagner đang phải đối mặt với khó khăn lớn khi tình trạng thiếu đạn dược đang diễn ra trầm trọng và lực lượng này chỉ còn đủ đạn dùng trong vài ngày. Ông Prigozhin cho biết lực lượng Wagner cần 300 tấn đạn dược, tương đương 10 container mỗi ngày, nhưng chỉ được cung cấp chưa đến 1/3 số đó. Theo ông Prigozhin, Bộ Quốc phòng Nga từ chối tiếp tế đạn pháo cho Wagner, phớt lờ mọi yêu cầu của nhóm này. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên. Reuters cũng chưa thể kiểm chứng tuyên bố của ông Prigozhin. Tuần trước, ông từng nói rằng, quân đội Nga và Wagner sẽ ngừng pháo kích Bakhmut trong thời gian các phóng viên Mỹ tác nghiệp tại chiến trường. Tuy nhiên, sau đó ông thừa nhận chỉ nói đùa. Wagner được coi là lực lượng tiên phong trong nỗ lực của Nga nhằm kiểm soát Bakhmut, thành phố nhỏ thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng qua khiến các bên tham chiến ở đây đều tổn thất nặng nề. Căng thẳng giữa Wagner và quân đội Nga dai dẳng suốt một thời gian dài khi Wagner cho rằng Moscow không đáp ứng nhu cầu của họ. Hôm 29 tháng 4, ông Prigozhin dọa sẽ rút lính Wagner ra khỏi Bakhmut nếu Bộ Quốc phòng Nga không cung cấp thêm hàng tiếp tế ngay lập tức. Nếu lượng đạn thiếu hụt không được bổ sung, chúng tôi buộc phải hoặc rút lui hoặc chết, ông trùm Wagner nói. Theo ông này, nếu Wagner rút lui, chiến tuyến của Nga ở Bakhmut và khu vực lân cận sẽ sụp đổ hoàn toàn. Mặc dù giới phân tích phương Tây nhận định Bakhmut không có hoặc có rất ít giá trị chiến lược, song cả Nga, Ukraine đều dồn nguồn lực cho mặt trận này. Chiến thắng ở Bakhmut sẽ mang lại cho Nga thành công lớn đầu tiên sau đợt tiến quân mùa đông tốn kém. Moscow cho biết đây sẽ là bước đệm để hoàn thành việc giành quyền kiểm soát toàn bộ vùng công nghiệp Donbas, một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Nga. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ không từ bỏ Bakhmut. Quân đội Ukraine hôm mùng 1 tháng 5 thông báo đã đẩy lùi lực lượng Nga khỏi một số vị trí ở Bakhmut.